Xin chào tất cả anh chị em, cô chú anh chị đang xem cái YouTube của em. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ đến quý anh chị em một cái dự án mini, một cái dự án gồm 8 lô đất cực kỳ bằng phẳng luôn, ranh giới rõ ràng, sổ sẵn cầm tay luôn nha anh chị em. Đây của vị trí đất của mình là tọa lạc tại là xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Thì cái vị trí của đất của mình ở đây thì cách trung tâm chợ Lộc Quang, trường học các cấp, từ trường mầm non cấp 1, cấp 2 và chuẩn bị có trường cấp 3 nên anh chị em, trường học, nhà thờ, tất cả đầy đủ các tiện ích, thì trong vòng bán kính chỉ có chưa đầy 1 km. Thì đất của mình hiện tại là view suối anh chị em. Một cái lô của mình là có diện tích là ngang 10, dài 100, phía sau của mình là suối, view suối luôn. Thì ở đây là đất nè của mình, là từ cái vị trí bên này mình di chuyển theo con đường này ra khoảng độ chưa đầy 100m là tới đường nhựa lớn anh chị em, tới đường nhựa lớn luôn, dân cư là bao quanh hết luôn, sổ sẵn cầm tay nha. Đây đường to, đường to chà bá luôn. Đường này thì cũng đang chuẩn bị đổ bê tông anh chị em. Đây hàng rào nè, ranh giới rõ ràng hết, giá chỉ có hơn 200 triệu trên một lô thôi. Cái vị trí này mà cái mảnh đất như thế này, nếu mà nằm ở cái thời điểm mà sốt đất thì giá nó cũng phải là nằm tầm là 400 triệu trở lên chứ không có cái giá này. Hiện tại là do là cái thời điểm là phân ở cái thời điểm là sốt đất anh chị em, nhưng sổ sách làm pháp lý thì nó ra chậm, cho nên là khi mà ra cuốn sổ cầm tay giống như hiện tại bây giờ thì đất của mình đang trong cái thời điểm hạ nhiệt. Cho nên là anh chị em, cô chú anh chị mà đầu tư những cái lô đất này ở ngay tại thời điểm này thì giá nó vô cùng hợp lý luôn. Thật sự là giá nó rẻ hơn cái thời điểm mà đất chưa sốt luôn anh chị em. Đó, hàng rào ranh giới rõ ràng, dân cư là bao quanh hết luôn. Đó, đất là 100% là bằng phẳng nha. Đây ngay tại vị trí này mình di chuyển ra, đây theo cái tay em chỉ nè, mình di chuyển ra là chỉ có tầm là vài chục mét theo hướng tay phải này thôi. Đó là đã di chuyển đến con đường nhựa to, lộ giới 12 mét rồi. Đó, dân cư là đông, tập trung rất là đông. Đó, dân cư là liền lạc đông kín hết luôn. Đó, phía bên này mình rẽ trái tí xíu thôi là ngay cái khu, các khu giải trí, ẩm thực, đó, tất cả đều tiện ích là bao quanh ở đây luôn. Đó, mình có thể mua để mình đầu tư, mua để làm nhà ở, kiểu gì vẫn lời. Ở cái giá này, thời điểm này thì quá giá là quá hời luôn rồi. Còn pháp lý thì cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm, sổ sẵn cầm tay. Đó, ngang 10, dài 100. Đây vị trí suối bên đây là anh chị em, suối là trải dài bao quanh hết đất luôn. Đó, bao quanh hết, ba mặt là mình là suối hết. Đây, ngay tại thời điểm này thì chưa có mưa đó anh chị em. Cái này mà vào mùa mưa thì nước lên nó dòng chảy nó hấp dẫn lắm, nó nước nó nhiều quá. Còn đây là em quay cái video này là ngay cái tại thời điểm là chưa có mưa. À, mùa này mùa ngay cái mùa, không phải ngay mùa mưa là nước ở đây là cực kỳ đẹp luôn, cá nhiều nha. Cái chỗ này lúc trước em hay đi câu cá lắm. Đây, nước nè. Thì cái chỗ này mình có thể phát quang ngay cái vị trí mình mua cái lô chỗ nào đó thì mình cứ phát quang. Nếu mình có ý định xây nhà, bố trí trồng những cái hàng dừa ngay suối này, chiều chiều rồi ngồi câu cá lý tưởng. Đó, đất là bằng trang luôn. Vị trí của mình là tọa lạc tại xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nha anh chị em. Cô chú anh chị thì quan tâm thì cứ vui lòng liên hệ em qua số Zalo là 0974 872 503. Em sẽ gửi sổ sách và cập nhật giá ngay tại thời điểm mà cô chú anh chị quan tâm. Đó, thì ở đây em ngoài những cái đất mà dự án mini đến dự án lớn khủng, dự án đô thị, thì em có rất nhiều đất, nguồn đất ở đất vườn, cây ăn trái như là sầu riêng, mít, rồi cao su, nói chung là vân vân, nhà ở giá rẻ. Thì cô chú anh chị mình muốn quan tâm về cái nhu cầu, về cái nguồn nào thì cứ vui lòng kết nối với cái Zalo của em. Em sẽ tư vấn tận tình và tư vấn cô chú anh chị mình đến khi nào mà mua được miếng đất ưng ý thì thôi nha. Đó, đất cực kỳ đẹp bằng phẳng. Đó, em quay nhanh, em quay cho nó bao quanh hết cho cô chú anh chị xem ha, để em kết cái video lại. Đó, thì cứ mọi nhu cầu thì em xin được chia sẻ qua Zalo.
với cô chú anh chị. Đó, đất bằng trang luôn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Hãy ủng hộ kênh của em. Nếu thấy cái video này hữu ích và những cái nguồn đất bên em là nguồn 100% là nguồn chuẩn nha anh chị em. Không phải là cái kênh mà để mà giống như một cái số kênh là không phải mình nói tới ai, nhưng mà nó có những cái trường hợp là cô chú anh chị mình là khi mà chào quay thì là cái đất nó như thế này, nhưng mà khi lên thực tế là đất nó khác. Còn cái video của em quay ở đây là 100% là thực tế nha anh chị em. Rồi mọi nhu cầu cứ vui lòng liên hệ cho em. Cảm ơn cô chú anh chị.